Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Avatar The Last Airbender và Avatar Legend of Korra là hai series kể về thế giới nơi mà con người có thể điều khiển những nguyên tố tự nhiên như lửa, đất, nước và khí. Trong đó, những người sở hữu những khả năng tuyệt vời này được gọi là những ngự thuật sư, và mỗi ngự thuật sư sẽ sở hữu một khả năng điều khiển nguyên tố nhất định. Tuy nhiên, trong thực chiến lại đòi hỏi rất nhiều những kỹ năng đặc biệt tùy thuộc vào từng loại ngự thuật. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua top 10 những loại ngự thuật mạnh mẽ nhất trong thực chiến nhé. Let's go! Top 10. Ngự mộc thuật. Được sử dụng bởi tộc người sống ở đầm lầy sương mù tại Thổ Quốc. Nguyên lý của ngự mộc thuật vô cùng đơn giản, đó chính là điều khiển dòng nước trong các loại thực vật, từ đó gián tiếp điều khiển chúng. Trong chiến đấu, một ngự mộc sư sử dụng các dây leo cuốn quanh bản thân, trở thành một bộ áo giáp khổng lồ xung quanh bản thân. Điều làm nên sức mạnh của ngự thuật này không phải là sát thương lớn, mà là tính phòng thủ vô cùng cao. Vì được bao bọc bởi một lớp dây leo dày, nên người sử dụng có thể giảm bớt sát thương mà họ nhận vào. Bên cạnh đó, dù có tấn công xuyên qua được lớp giáp kia, thì cũng chưa chắc đòn tấn công đã đánh được vào thân thể người dùng. Ngự mộc thuật tạo cho người sử dụng một lớp phòng thủ vững chắc là vậy, nhưng phòng thủ là tất cả những gì nó có. Vậy điểm yếu chí mạng của ngự thủy là nếu bị tách khỏi môi trường thì coi như vô dụng. Bên cạnh đó, sức tấn công chỉ nằm ở tầm trung và luôn rất cần nhiều nước bổ sung vào thực vật để điều khiển. Cho nên ngự thuật này chỉ mạnh mẽ khi chơi ở sân nhà, chứ không hữu dụng mấy ở các môi trường khác. Top 9. Ngự khí thuật. Ngự khí thuật là một trong những ngự thuật được xem là hiếm trong xuyên suốt cả series. Nguyên nhân chính là do cuộc diệt chủng năm xưa của Hỏa Quốc để ngăn chặn sự luân hồi của Avatar đời tiếp theo. Ngự khí thuật là một ngự thuật nguyên tố vô cùng đặc biệt khi không cần vận sức để thực hiện. Tuy nhiên dù vậy, do những ngự khí sư luôn là những người ôn hòa và mưu cầu hòa bình nên luôn tránh những trận chiến đổ máu xảy ra. Vì vậy, ngự khí thuật được thể hiện là một ngự thuật cân bằng giữa công và thủ nhưng lại không quá mạnh mẽ ở bất kỳ khía cạnh nào. Điểm đáng chú ý của ngự thuật này là độ linh hoạt. Do không khí luôn tồn tại xung quanh nên một ngự khí sư luôn có thể sử dụng ngự thuật của mình ở mọi môi trường, thậm chí có thể nén không khí thành một quả cầu để di chuyển như Aang hay thường dùng. Top 8. Ngự hỏa thuật. Lại tiếp tục danh sách với một trong bốn ngự thuật nguyên tố. Ngự hỏa thuật là một trong những ngự thuật mang sức tấn công lớn nhất và không cần yêu cầu yếu tố môi trường quá nhiều như ngự thủy. Tùy vào độ thành thục của ngự sư thì ngọn lửa của người đó sẽ càng lớn và nóng hơn. Một vài trường hợp đặc biệt như thiên tài Azula thì ngọn lửa của cô thay vì là những ngọn lửa bình thường thì nó lại màu xanh lam. Mà như các cậu đã biết thì ngọn lửa có màu xanh lam này luôn nóng hơn ngọn lửa bình thường. Mang sức tấn công mạnh mẽ là vậy, nhưng sức phòng thủ của ngự hỏa thuật dường như bằng không, khi mà các ngự hỏa sư chỉ có thể triệt tiêu ngự thuật của nhau với nguyên tắc lửa dập lửa. Dù với tư tưởng tấn công là phương thức phòng thủ hiệu quả nhất, thì không thể nào chối cãi sự linh hoạt và sức tấn công vô cùng khủng của ngự thuật này. Top 7. Ngự nham thuật. Là một nhánh cực kỳ hiếm của ngự thổ thuật, các ngự nham sư không chỉ đơn giản là điều khiển dung nham, mà biến đất đá trở về tình trạng ban đầu của chúng khi mới được hình thành. Dễ hiểu hơn là đất đá hiện tại đều được hình thành từ các dòng dung nham nóng chảy từ rất lâu về trước, và các ngự nham sư chỉ đơn giản là đảo ngược các khoáng chất về lại bản chất ban đầu. Kỹ thuật này phức tạp đến mức chỉ những cá nhân đặc biệt hay các avatar có xuất thân từ Thổ Quốc mới có thể làm chủ được ngự thuật này. Sức tấn công tàn phá của ngự thuật này là không bàn cãi, khi dung nham dường như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Về mặt phòng thủ thì ngự thuật này chỉ ở tầm trung, khi mang thiên hướng tấn công là chính. Dù mạnh mẽ là vậy, nhưng do khi đất trở về dạng dung nham thì sẽ chuyển từ rắn sang lỏng, nên nếu ngự nham sư không phải là một avatar đã từng học qua ngự thủy thì sẽ rất chật vật để điều khiển ngự thuật này. Bên cạnh đó, nếu bị tách khỏi môi trường đất ngự thuật này thì cũng coi như vô dụng. Top 6. Hỏa nhãn thuật. Đây là một dạng ngự thuật vô cùng đặc biệt, vì người dùng không điều khiển lửa theo cách thông thường. Những người sử dụng hỏa nhãn có một con mắt thứ ba trên trán của mình. Từ con mắt đó, người sử dụng không cần vận sức mà chỉ cần bằng suy nghĩ đã có thể phóng ra một ngọn lửa vô cùng lớn tấn công kẻ địch. Trong thực chiến, hỏa nhãn thuật dường như áp đảo mọi mặt ngự hỏa thuật về tốc độ cũng như phạm vi tấn công. Tuy nhiên, điểm yếu chết người của người sử dụng hỏa nhãn thuật cũng chính là con mắt thứ ba mạnh mẽ đó. Chỉ cần một đòn tấn công nhẹ trúng vào con mắt thì coi như có thể khóa chết đối thủ và giành chiến thắng. Bên cạnh đó, hỏa nhãn vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường như ngự hỏa thuật. Top 5. Ngự lôi thuật. Nếu các cậu nghĩ ngọn lửa xanh của Azula đã là ngọn lửa mạnh mẽ nhất, thì ngự lôi thuật chính là bản nâng cấp mạnh mẽ nhất của một ngự hỏa sư. Nếu như một ngọn lửa bình thường dao động từ 200 đến 1200 độ, ngọn lửa xanh nhỉnh hơn, rơi vào khoảng 2000 độ, thì theo nghiên cứu, một tia sét có nhiệt độ gấp 5 lần nhiệt độ bề mặt mặt trời, nó có thể đạt tới nhiệt độ không tưởng là 30.000 độ C. Chỉ vậy thôi đã đủ nói lên sức mạnh áp đảo của ngự thuật này rồi nhỉ. Cũng như các nhánh ngự hỏa thuật khác, ngự lôi thuật cũng mang trên mình phương châm phòng thủ độc quyền, tấn công là phương thức phòng thủ hiệu quả nhất. Dù vậy, nếu gặp một đối thủ giàu kinh nghiệm,
thì ngự lôi thuật vẫn có khả năng bị tắt điện khi có nhiều phương pháp để khắc chế như kỹ thuật điều hướng tia sét hay sử dụng vật cách điện để phòng thủ. Top 4. Ngự thổ thuật. Nhắc đến ngự thổ thuật thì chắc chắn phải nhắc về Thoth, một chiến binh mù với khả năng ngự thổ vô cùng tuyệt vời. Bằng khả năng của mình, cô nàng cá tính Thoth đã thể hiện hết tất cả tiềm năng của ngự thổ thuật, tạo ra một thế công thủ toàn diện. Từ tạo ra một bức tường chắn bằng đất, rồi dùng chính bức tường đó để tấn công đối thủ, đến điều khiển môi trường không có rắn chắc như sa mạc để rồi phát triển thành ngự sa thuật. Chỉ chừng đó thôi đã cho ta thấy khả năng tuyệt vời của ngự thổ. Tuy nhiên, nhìn chung thì tốc độ tấn công của ngự thổ sư chỉ nhằm ở mức độ trung bình, khi không phải ai cũng điều khiển linh hoạt các khối đất cứng như một thiên tài giống Thoth. Do phụ thuộc hoàn toàn về môi trường, nên nếu bị tách khỏi mặt đất thì các ngự thổ sư sẽ mất hết tất cả sức mạnh của mình, hay nếu bị đưa vào một môi trường mà đất không ở dạng rắn như sa mạc thì các ngự thổ sư cũng sẽ vô cùng chật vật để chiến đấu. Top 3. Ngự thủy thuật. Nếu như ngự thổ sư điều khiển các vật chất rắn thì các ngự thủy sư lại có khả năng điều khiển những vật chất ở dạng lỏng. Tuy nhiên, điểm khác biệt của ngự thủy thuật nằm ở sự linh hoạt biến hóa giữa các hình thể và chuyển pha của nước. Bằng khả năng đó, ngự thủy sư có thể dễ dàng tấn công bằng cả các dòng nước uyển chuyển hay bằng các tảng băng cứng rắn. Các ngự thủy sư có thể dùng một lượng nước vô cùng nhỏ để tạo thành một lưỡi dao sắc bén hay bắn chúng với một áp lực lớn để tạo sát thương như một viên đạn thứ thiệt. Về điểm yếu thì ngự thủy thuật lại tương đồng với ngự thổ, khi điểm yếu chí mạng của ngự thuật này cũng là phải chiến đấu trong môi trường có nước. Một ngự thủy sư cao cấp có thể khắc phục điểm yếu đó bằng cách chuyển hóa hơi nước trong không khí về dạng lỏng và điều khiển chúng. Dù vậy thì nếu chiến trường là một nơi có độ ẩm thấp và không có nước sẵn thì các ngự thủy sư sẽ hoàn toàn bất lực. Top 2. Ngự kim thuật. Để miêu tả dễ hiểu nhất về một ngự kim sư có sức mạnh bá đạo ra sao thì chúng ta có thể so sánh họ với nhân vật Magneto trong loạt phim X-Men. Với khả năng điều khiển các dạng kim loại thì sức tấn công lẫn phòng thủ của ngự thuật này dường như vô cùng vượt trội. Chỉ một mảnh sắt nhỏ với một ngự kim sư cũng là một vũ khí mạnh mẽ chết người. Về khả năng phòng thủ thì một ngự kim sư có thể bao bọc kim loại quanh mình để bảo vệ bản thân trước các đòn tấn công vật lý hay lửa cháy như một Iron Man thứ thiệt. Một điều đặc biệt là ngự thuật này sẽ ngày càng mạnh theo thời gian phát triển của thời đại, vì khi xã hội càng hiện đại thì các vật dụng kim loại sẽ ngày càng phổ biến. Lúc đó, ngự kim thuật có thể thoải mái sử dụng mà không cần lúc nào cũng mang theo những mảnh sắt bên mình. Dù vậy thì cách khắc chế ngự kim sư cũng giống như ngự thổ sư, đó là nhốt họ bằng các phòng giam không dùng kim loại như cách mà Magneto bị giam là được, bởi chỉ cần một mảnh sắt nhỏ thôi thì họ cũng có thể gây ra một tấn sát thương lớn rồi. Top 1. Ngự huyết thuật. Nếu như ngự kim thuật sẽ càng mạnh mẽ theo sự phát triển của nền văn minh nhân loại thì ngự huyết thuật sẽ không bao giờ bị khắc chế nếu bản chất của kẻ địch vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Vì mỗi con người đều chứa trong mình gần 70% là nước, nên trừ khi kẻ địch là người máy thì ngự huyết sư mới có thể bị đánh bại. Ngự huyết thuật là một nhánh của ngự thủy thuật. Ngự thuật này chính là một phiên bản nâng cấp VIP Pro của top 10 ngự mộc thuật. Thay vì điều khiển nước trong thực vật, thì một ngự huyết sư có thể điều khiển máu và nước trong từng tế bào của sinh vật sống, từ đó có thể khắc chế toàn bộ kẻ địch và thậm chí là điều khiển chúng như một con rối. Dù không có sức phòng thủ cao, nhưng nên nhớ rằng nếu đã có thể điều khiển được nước trong cơ thể sinh vật, thì chắc chắn một ngự huyết sư đã phải rất thông thạo ngự thuật và nắm giữ toàn bộ tinh túy của ngự thuật này. Cho nên có thể nói ngự huyết sư một khi đã thành thạo thì bất khả chiến bại. Vậy là chúng tớ đã vừa điểm qua top 10 những ngự thuật mạnh mẽ nhất trong thực chiến. Cũng có những ngự thuật sở hữu những sức mạnh bá đạo hơn như ngự hồn thuật. Nhưng nếu như xét trong một trận chiến thực sự, thì có lẽ ngự hồn thuật sẽ khó thể hiện được khả năng bá đạo của mình nếu như không đánh gục đối thủ trước. Còn các cậu thì sao? Các cậu cảm thấy như thế nào? Và hãy cho chúng tớ biết những cảm nhận của các cậu ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Way to Wear out.